Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kênh chuyên test các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube. Xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký kênh phía dưới để nhận thông báo khi tôi đăng tải các clip mới nhất về các thiết bị audio tuyển chọn. Thông tin chi tiết về địa chỉ cũng như giá của các sản phẩm, xin mời quý vị và các bạn bấm vào phần mô tả chi tiết phía dưới. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa Beoner S955. Tôi xin nhắc lại cặp loa Beoner S955 hàng Made in Japan. Đây là một model siêu phẩm của hãng Beoner được sản xuất vào những năm khoảng 1980. Nó sử dụng một bát 38cm, một loa mid dome, tức là một loa trung dạng dome, cấu tạo dạng mid dome, một loa chép digital, hai cốt server chỉnh phía trước. Chúng ta có thể tăng giảm tiếng trung và tiếng chép tùy ý. Với công suất 100W trở kháng 8 ohm, độ nhạy 91 dB, cặp loa có trọng lượng lên đến 47 kg. Cặp loa cho âm hình rộng, độ chi tiết cao. Chúng ta có thể dùng trong các không gian lớn tầm 40 đến 60 m². Cặp loa cho âm thanh rất tốt. Chúng ta có thể ghép vào các âm ly tầm 250W, ví dụ như các dòng âm ly Sansui bắt đầu từ chữ G, âm ly Sansui G6000, G6500, G7000, G7700 hoặc lớn hơn là các dòng âm ly Sansui G8700, 8700 dB. Ngoài ra chúng ta cũng có thể ghép vào các âm ly dạng receiver của Beoner SX850, SX950 hoặc SX1010. Nếu có điều kiện hơn, chúng ta có thể ghép vào các dòng âm ly Beoner SX1250, đều cho âm thanh rất tốt. Hôm nay tôi đang ghép nó với chiếc âm ly Beoner SX980. Tôi xin nhắc lại chiếc âm ly Beoner SX980. Với thiết kế dạng receiver, mặt nhôm phay, vỏ gỗ, âm ly có 4 đồng hồ trang trí tuyệt đẹp, 2 đồng hồ vu nháy theo điệu nhạc bên đây và 2 đồng hồ Sinan báo phần sóng của radio khi chế độ ở khi máy đang ở chế độ thu đài. Âm ly chạy 4 sò neck, công suất 260W. Bây giờ tôi sẽ play một bài, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Ở đây nút bass và nút chép tôi để ở 60%, volume tôi để ở mức 9 giờ.